Đó, cô chú ơi, chay nè. Chay sáng nay chay đang ăn, cô chú biết chay ăn gì không? Chay đang ăn cái trứng cút với lại gì nữa đây, ăn bún với lại nước tương. Đó, coi coi khuôn mặt à, mặt cái ghét ghê không. Đó, chay ăn trứng đó cô chú. Trứng ngon không con? Ủa mà trứng mà ăn sao ăn trong trắng không, không ăn trong đỏ vậy? Này nè, ăn cái này nè, ăn cái trong đỏ này nè, please. Ăn đi con. Trời ơi, con đã bùi bao giáo nữa kìa. Ăn đi con. Đúng rồi, giỏi quá. Không ăn hả? Không ăn, thôi bỏ xuống đi. Không ăn, bỏ xuống đi. Trời kia, ai mẹ kêu con bỏ xuống đây hả? Rồi, mẹ coi đó. Nó là sau khi cái bữa ăn của nó là một bãi chiến trường. Oops. Ngon không? Thì sao? Uống nước ha, uống nước, nước đúng rồi, nước, nước, nước đây nè, nước này, nước nè. Đây đây. Trời ơi, nó bôi nó trét kìa. Đó. Nè con. Uống nước vô đây. Ui trời 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 trời, sorry, sorry. Đây đây con. Đây đây. Ăn bún được, mày lấy bún nữa nha. Mày lấy bún chay chay nữa nha. Đây lại đây lại đây, đây, đây đứng coi đi rồi mẹ mày lấy bún. Bún mọc của con chay á. Ngon không? Ngon không đó mẹ nghe coi ngon không? Ngon, ngon hả? Ngon hả? Con có thương mẹ không? Cho cô chú ăn miếng đi, cho cô chú ăn miếng đi. God bless you. Mày đút cho con nha. Mày đút cho con nha. Mày đút cho con, mày đút cho khỏe bớt đi chứ còn mà cầm này mệt quá. Chay chay, mở cửa cho Lucky đi chay. Kêu Kỳ đi vô đi. Kỳ ơi. Kỳ, chay đâu rồi? Chay mở cửa kìa, vô đi kìa. Thôi Kỳ không vô, thôi đóng cửa lại. Kỳ không vô đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Chạy đi, can you close the door please? Đóng cửa lại. Đúng rồi, good job. Đóng lại. 1, 2, 3. Good job, chạy đi. Come here. Lại đây, lại đây. Rồi xong rồi, lại đây. Hết, 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 hết rồi. Hết rồi, lại đây. Chạy. Đó, giờ là mẹ dẫn chị đi chơi một chút mà mẹ đi làm rồi cô chú. Đi, đây, lại lên. Bây giờ mẹ sẽ cái gì đó. Quay chay buổi sáng. Tại chị dậy sớm á, quay buổi sáng cho nó thông thả ha. Đi, đi. Cái gì vậy? Nóng quá phải không? Đeo mắt kiến vô không? Lấy mắt kiến đeo vô đi vòng vòng chơi không? Bước xuống đi. Cái gì vậy chay? Đeo mắt kiến vô không? Lấy mắt kiến đeo vô nha. Ờ đây, đây mày lấy mắt kiến đeo vô cho. Đứng im đó, đứng im đó, mày lấy mắt kiến mày đeo vô. Kiến ba để đâu mất tiêu rồi chay. Mắt kiến ba để đâu mất tiêu rồi. Cái gì vậy chay? Đây đi. Không, không có mắt kiến rồi cô chú ơi. Đây đây. Bye bye cố đó. Giờ về quẹo trái nè. Quẹo trái quẹo phải. Bữa nay quẹo trái quẹo phải. Quẹo phải hả? Trời ơi, bước qua kìa, coi coi bước qua nè. Trời đất ơi, bà xạo đó, bà xạo dữ chưa. Bước qua. Ôi, bà thấy cái khe đó, bà bước qua y như là bà bước qua cây cầu vậy đó, ớn bà thiệt. Ăn hết đi con, ăn hết trái chuối đi. Con gì sủa chay? Con gì sủa con? Nghe không? Hãy chị đi, say hi. Yeah. JD, can you say hi to Susan, please?
Go to work? I'm going to some meetings at the Oakland County Medical System. Oh. So, business meetings, I gotta get fancy. Have a great day. Nắng quá đó, nắng quá nè. Nắng quá là cuối mặt nè. Nắng đó. Dây nè, dây không thích nắng nè. Dây là có thù với nắng nè. Thôi đi vô đi con ơi. Đó, bước qua đó, bước qua nè. Bước qua đi. Chay chay bước qua đi chay. Bước qua sao? Bước qua sao? Bước qua đây nè. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Cỏ, con nói đi cỏ. Đi vô coi bà Dolores, bà dậy chưa? Đi ơi, đi vô coi Dolores dậy chưa? Đi. Oh. Did Lucky scare you, JD? Did he scare you? Chay đang đi, cái chay Lucky nhào ra, chay hết hồn luôn cô chú ơi. Ngửi hửi hoa không? Hửi hoa coi hôm nay hoa thơm mùi gì không? Bà Công đi chợ trời mưa. Hát đi vậy. Cái tôm cái tép đi đưa bà về. Ừ, kỳ trọng á. Con kêu đi kỳ, đi ra đây. Thôi đi vô nhà đi. Đi vô nhà đi. Cứ đi lên đi xuống. Ê, đi lại coi cái bông màu trắng này thơm không nè. Đi lại coi cái bông màu trắng này thơm không nè. Cái bông này đẹp nè. Đó, cái bông này đẹp nè. Lại đây. Lại đây. Bước lên. Hửi thử cái bông màu trắng đẹp không. Nhiều chuyện lắm. Kêu đi hửi bông là hửi liền nè. Rồi hửi ai. Gần gần lại. Đứng hửi bông mà đứng xa vậy. Hả? Đứng hửi gần gần lại chứ hửi bông gì sai, có múc mùi lại thủy rồi có nghe được gì đâu. Yêu. Yêu. Dơ quá à. Ăn đi, ăn hết cái chuối đó đi. Sao cái bóng của chay đâu ta, cái bóng của chay đâu? Cái bóng của chay đâu? Chị, cái bóng đen đen là ai vậy? Đó, nó đang nhìn cái bóng của cô chú. Trời ơi, cái đó cái gì vậy? Chị đi đâu là cái đó, cái đó nó đi theo là sao kỳ vậy ta? Hả? Đi coi, đi thử coi, đi theo không? Đứng lên đi thử coi cái bóng có đi theo không? Đó. Đây nè, cái bóng đi theo kìa. Đó, thấy chưa, đi theo kìa. Chết cha rồi, nó đi theo luôn rồi. Rồi, kìa, cái bóng đi theo kìa. Thấy chưa? kìa đi theo nữa kìa, chay đi theo con kìa, thấy chưa? Ồ, wow, trời ơi, nó ngồi xuống nó nhìn cái gì vậy trời? Chạy đi. Kìa, con coi cái bóng đi theo con kìa chay. Đứa nào đây? Đây nè, mày chỉ nè, đứa nè, đứa nào đây? Đứa nào đây? Đứa nào đây? Hả? Put your shoes on. Ready? What shoes you want? No, you got your shoes over there. Go over there. Don't put my shoes on. Wrong shoes. Come on. Let's go get your shoes on. All right. Oh yeah. Come on, JD. JD, this way. Be careful.
Jade, come here. I need the other camera for the stabilization walking. Say hi. Yeah. Say hi, Twiggy. Yeah, you being a good girl? Be good girl. Oh, why you bully? Don't be a bully. Sweet baby. Say hi, Twiggy. Aww. Okay. Beautiful day. Oh, it is, isn't it? Oh. You're on the boat, baby Jade. Bahai doesn't want to come out. It's just me and you. Hey, you're not supposed to do that. Wow, start it up. You got your jacket on, you're all dressed. Mmm, got a snack, huh? Chocolate bang me, or bang, however you want to call it, biscuit. Wow, it's beautiful out, huh? Wow. Okay, ready, JD? We're gonna take off. Ready, JD? One, two, three. Oh, you don't want them? Put them here for now. You'll need them. Ready, Katie? Count to three. Count to three. Oh, you're eating. You're eating bang. You can't count. Would you like something to drink? Jady? Thirsty? Nong home. Or nook home. Good job. Be careful, don't get too greedy. Hi, JD. You always eating snacks, huh? You like snacks? Say yeah? Do you like snacks, honey? Here. Oh, you just like the chocolate in the snacks. You don't actually like the snack itself. Ooh. Looks like the anchor's not holding. It's 3 feet, it should be. But I better get ready.